nay vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nắng nóng hơn ngày hôm qua, trời ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng cũng gia tăng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Riêng hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 31 đến 33 độ. Vào chiều tối nay, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn và áp thấp nóng nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng ít mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Chiều tối các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Riêng các tỉnh Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Chiều tối khu vực này có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 28 đến 34 độ.